Nếu các bạn có nhu cầu mua củ sạc, cáp sạc, pin dự phòng, hãy truy cập gian hàng công nghệ chính hãng Vigear trên Shopee. Củ sạc chính hãng Azeda công suất 20W, 33W, 45W, 65W chỉ từ 145.000, sạc được từ điện thoại cho đến máy tính, tốc độ nhanh, đạt chứng chỉ an toàn và chuẩn CE xuất đi châu Âu. Cáp sạc 2+1 công suất 65W chỉ từ 99.000, pin dự phòng 10.000 mAh, sạc nhanh 22.5W chỉ từ 199.000, hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, ưu đãi thêm cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ở ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ chiều thứ ba ngày 14 tháng 11. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin tức đã diễn ra trong đêm hôm qua và sáng ngày hôm nay tại Ukraine theo giờ địa phương. Trong bản cập nhật lần trước, chúng ta đã cùng nhau thảo luận về việc quân đội Nga hiện đã tích trữ được tới hơn 1.000 quả tên lửa, trong đó bao gồm rất nhiều loại như KH-105, KH-555 hay Iskander và Kaliber. Tiếp tục hôm nay, chúng ta nhận được báo cáo rằng trong 48 giờ tiếp theo, khả năng là họ sẽ bắt đầu sử dụng chúng để đánh bom trên diện rộng. Ta đều hiểu phần lớn mục tiêu của người Nga sẽ là nhắm vào các nhà máy phát điện, đường dây hoặc là các cây cầu nối liền các khu vực. Từ đó làm bàn đạp cho họ đánh sập không chỉ là một mà là toàn bộ tiền tuyến, chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoài ra, có vẻ như quân đội Nga còn đang muốn gây ra một cuộc đảo chính quân sự tại Kiev. Cũng may là các đơn vị tình báo từ phương Tây đến bây giờ vẫn nắm bắt được kế hoạch của quân Nga. Vậy nên nhiều nguồn tin khác nhau đã thông tin về việc máy bay tiêm kích F-16 sẽ được đưa đến Ukraine ngay trong mùa đông. Vậy mối liên kết Z-16 và tên lửa của Nga là gì? Việc quân đội Ukraine có dùng đơn vị này để tổ chức các đợt tấn công tại mặt trận lớn như Ariska hay không thì mình không biết. Nhưng mình chắc chắn rằng trước tiên vào thời điểm này họ sẽ sử dụng F-16 như một lực lượng phòng không. Chúng ta đã từng xem binh lính Ukraine triển khai các hệ thống phòng không như tên lửa Patriot hay NASAMS và phải nói là họ vận hành chúng một cách rất tệ, do đó kết quả đem lại không thực sự khả quan. Một điều nữa là NASAMS hay Patriot đều là các hệ thống phòng không tĩnh. Tức là nếu bị phát hiện thì sớm thôi, chúng sẽ bị Nga công kích vào và tiêu diệt. Nhưng đối với F-16 thì khác, độ cơ động của nó sẽ giúp ích rất nhiều cho người Ukraine trong công tác bắn hạ các quả tên lửa của kẻ địch. Đó là phương án đầu tiên mà mình nghĩ quân đội Ukraine sẽ áp dụng lên F-16. Còn về sau thì họ có sử dụng chúng vào mục đích khác hay không thì chúng ta cần phải chờ. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là kết thúc. Ta nhận được một tin tức từ Moscow rằng quân đội Nga đã hoàn tất quá trình nghiên cứu và phát triển thế hệ thứ 5 của máy bay chiến đấu với tên gọi là kẻ hủy diệt Checkmate. Do đó, mình nghĩ rằng trong năm 2024 thì ta sẽ được thấy sự xuất hiện của những chiếc đầu tiên ở tiền tuyến. Vậy quân đội Ukraine hoàn toàn có thể tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để cố gắng chiếm lấy một chút ưu thế với máy bay tiêm kích F-16, sử dụng chúng để bắn hạ những quả tên lửa của người Nga. Mình nghĩ nhiều nhất lợi thế sẽ kéo dài được khoảng nửa năm cho đến khi Checkmate xuất hiện. Tổng kết lại, năm tiếp theo sẽ là một năm cực kỳ thú vị cho chúng ta, chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối cùng của trận chiến giữa hai nước. Sẽ là một cuộc chiến không quân cực kỳ khốc liệt giữa các khí tài tối tân bậc nhất thế giới. Hãy cùng chờ xem bên nào sẽ giành được chiến thắng. Quay trở lại với các tin tức trên tiền tuyến, ta nhận được một video từ quân đội Nga cho thấy họ triển khai một đợt công kích từ bên trong khu rừng phía nam Krimki. Dựa vào video này, ta có thể kết luận không có bất kỳ một hàng rào phòng thủ nào thực sự vững chắc của người Nga tại đây. Giờ chúng ta không hề quan sát thấy bất kỳ một hệ thống công sự hay chiến hào nào. Tức là ngay cả trong thời gian trước khi chiến dịch vượt sông của quân đội Ukraine bắt đầu, thì quân Nga cũng không ngờ rằng binh lính Ukraine có thể tiến sâu đến như vậy. Đợt tấn công trong video có thể là một chiến dịch cờ giả nhằm đánh lừa lực lượng Ukraine rằng Nga đang tiến hành một cuộc phản công thực sự, từ đó ép cho lực lượng này phải rút lui. Vì lúc đó có một nhóm binh lính Nga khác đang bị bao vây. Nhờ kết quả của chiến dịch này mà nhóm binh lính trên đã được giải thoát. Nhờ video này mà ta cũng đã biết được vị trí hiện tại của cả hai phe, cũng như việc ở bên trong phần phía bắc khu rừng không có bất kỳ một hệ thống công sự vững chắc nào. Tức là quân đội Nga sẽ cần phải làm rất nhiều thứ nữa để giành lại những gì mà họ đã để mất. Các đợt giao tranh bằng pháo binh vẫn đang liên tục diễn ra, nhờ vào chúng mà hôm qua người Nga đã thành công phá hủy rất nhiều hệ thống pháo binh của kẻ địch, được sử dụng để hỗ trợ cho các quân binh Ukraine được bố trí ở những cù lao cũng như tại Krimki và rất nhiều nơi khác. Di chuyển đến Adiska, ta nhận được các tin tức rằng quân đội Nga trong hôm qua đã triển khai một đợt công kích nhắm vào các nhà máy hóa học trong lúc các cuộc giao tranh tại Stepove vẫn đang diễn ra. Theo như mình hiểu thì mục tiêu của họ sẽ là chiếm được hàng cây cùng với khu công nghiệp nhỏ này. Tất nhiên là lực lượng Nga sẽ chưa thể đủ khả năng để vượt qua phần này của tuyến đường dày vì nó quá rộng, do đó quân binh của họ sẽ bị lính bắn tỉa triệt hạ ngay tức khắc. Nhưng với khu công nghiệp này thì khác, nó nằm ở bên phải đường sắt, do đó nếu như quân đội Ukraine muốn giữ vững chúng thì họ mới là bên phải băng qua. Ngoài ra, ta còn nhận được một tin tức quan trọng khác, đó chính là bức hình cho thấy một quả bom FAB-3000 được trang bị hệ thống dẫn đường. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy loại vũ khí mới này. Khả năng rất cao là người Nga sẽ sử dụng nó nhằm hủy hoại hoàn toàn khu vực, nhà máy hóa học hoặc là các khu dân cư ở trung tâm Adiska. Ở phía Nam,
thì cũng có một video tại vị trí súng máy cho ta thấy máy bay không người lái Nga tiến hành các đợt công kích. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy hệ thống đường hầm nối liền địa điểm này với khu vực khách sạn cũ nằm ở đằng sau. Do đó, nó là một trận địa khá khó nhằn mà quân đội Nga vẫn chưa thể chiếm được. Họ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa để có thể thành lập một cung đường an toàn rồi sau đó mới có thể công kích. Ngoài ra, ta còn nhận được các bức hình cho thấy quân đội Nga mở rộng phạm vi kiểm soát của họ ở khu vực công nghiệp phía đông nam. Các bạn có thể quan sát thấy họ mở rộng được thêm một vùng cực kỳ lớn. Lý do chính cho thành công này của người Nga đó là vì ngay tại địa điểm này thì quân đội Ukraine không nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị pháo binh do các đơn vị pháo binh của họ nằm ở tận những khu định cư như Novo, Boskorovske hay Berdychi. Một khoảng cách quá lớn để hỏa lực có thể với tới. Chỉ có các hệ thống súng cối mà bộ binh có thể sử dụng. Tuy nhiên, việc đưa chúng ra tiền tuyến sẽ là quá nguy hiểm và chắc chắn sẽ rất nhiều máy bay không người lái của quân đội Nga sẽ nắm bắt được tình hình. Di chuyển đến Bakhmut, tình báo Ukraine báo cáo rằng mục tiêu tiếp theo của lực lượng vũ trang Nga tại đây sẽ là mở rộng phạm vi kiểm soát của họ lên thêm một khoảng trông như thế này, thay vì công kích tiếp vào Klitschka theo như những thông tin mà ta có được gần đây. Vậy nên, có thể những đợt đẩy đó chỉ là nhằm mục đích kéo giãn quân binh Ukraine ra khắp nơi mà thôi. Chúng ta sẽ kết thúc video tại tiền tuyến Kupiansk. Lần thứ 5 hoặc thứ 6 liên tiếp mà ta nhận được báo cáo về việc quân đội Nga đã thành công tiếp cận được Sikivka. Một lần nữa, và hiện tại các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra một cách rất khốc liệt. Trong đó, lữ đoàn cơ giới hóa số 30 đang phụ trách bảo vệ khu định cư này. Con phố đầu tiên theo như thông tin thì đã nằm trong tầm hỏa lực của người Nga. Vậy tình hình ở Sikivka vẫn đang tiếp tục leo thang. Cuối cùng, chúng ta có một tin tức đáng chú ý từ Daily Beast. Tờ báo Mỹ này cho biết chiến sự Nga-Ukraine đã thu hút sự chú ý của thế giới trong suốt gần 2 năm qua. Tuy nhiên, mọi thứ đã có dấu hiệu thay đổi khi giải Gaza xảy ra biến cố. Dư luận thế giới tập trung vào cuộc xung đột không ngừng leo thang mỗi ngày, với hàng nghìn người thiệt mạng chỉ sau hơn một tháng nổ ra chiến sự. Chúng tôi đã nhận được đủ sự chú ý từ phương Tây để có thể khiến Nga thất bại. Và đột nhiên, cuộc xung đột Israel-Hamas xuất hiện. Chúng tôi cần thêm nguồn cung, chúng tôi cần thêm vũ khí, một quân nhân có biệt danh House nói với báo Mỹ Daily Beast. Các binh sĩ Ukraine nói với Daily Beast rằng, việc Mỹ chuyển trọng tâm sang nơi khác khiến cuộc chiến chống lại Nga của Kiev có thể sẽ bị chật bánh và dẫn tới việc Moscow đạt được lợi thế. Theo quân nhân có biệt danh là Spencer, dù Ukraine vẫn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các đối tác, nhưng vì cuộc xung đột ở Trung Đông, quy mô viện trợ có thể sẽ ít hơn nhiều và chiến sự có thể tiến đến Lviv, miền Tây Ukraine. Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và các nước khác, chúng tôi sẽ buộc phải rút lui trên tiền tuyến, anh nói thêm. Howe đã phục vụ trong quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, và anh đã chứng kiến sự thay đổi của cuộc xung đột. Trong tình trạng này khiến quân đội Ukraine lo lắng vì có thể xảy ra trường hợp thiếu nguồn cung. Chúng tôi vẫn còn phụ thuộc vào phương Tây. Chúng tôi không thể sản xuất đủ hệ thống vũ khí, đạn dược cho một cuộc xung đột quy mô lớn như hiện nay, Hao thừa nhận. Tình hình Trung Đông leo thang dồn dập có thể khiến Mỹ và các nước phương Tây phải cân nhắc các ưu tiên giữa hai cuộc chiến. Một binh sĩ có biệt danh Alex cho biết, trong kịch bản Nga mở một cuộc tấn công quy mô lớn, sự chú ý của thế giới có thể sẽ dồn lại về phía Ukraine. Việc Ukraine nhận được ít sự hỗ trợ hơn sẽ mang lại bất lợi lớn cho Kiev, trong bối cảnh Nga đang dồn lực sản xuất quốc phòng. Trong khi đó, một binh sĩ biệt danh Bartender nói với Daily Beast rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới có thể ảnh hưởng tới cục diện chiến sự tương lai. Anh và nhiều đồng đội lo ngại nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, nguồn viện trợ cho Ukraine có thể sẽ giảm, thậm chí bị cắt quãng. Nếu điều đó xảy ra thì nó thật tồi tệ, anh thừa nhận, cho rằng tâm lý mệt mỏi vì chiến sự ở Ukraine dường như đã xuất hiện. Trước đó, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh quan điểm rằng ông muốn chấm dứt việc Nga và Ukraine đổ máu và ông tin mình có thể làm trung gian để cuộc chiến khép lại. Tuần trước, tham mưu trưởng của lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny thừa nhận rằng cuộc xung đột với Nga đang trong thế bế tắc. Tổng thống Zelensky đã bác bỏ nhận định này. Ông Zelensky vẫn thể hiện quyết tâm chiến đấu tới cùng để giành lại lãnh thổ Nga kiểm soát. Vì theo ông, nếu chiến sự ngừng trệ, Moscow sẽ có thêm thời gian để tái trang bị lực lượng và Kiev sẽ càng gặp khó khăn nhiều hơn. Sự kiên quyết của ông Zelensky đến trong bối cảnh các cuộc phản công ở miền nam Ukraine vẫn chưa đạt được các bước đột phá, trong khi Nga vẫn tăng cường tấn công vào mặt trận miền đông. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.